Sau một quãng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, người hâm mộ của cặp bạn thân Châu Tấn Trường Khôn cũng sắp được chứng kiến màn song kiếm hợp bích của hai ngôi sao này trong dự án phim mới. Đó là Thị Thần Lệnh. Một lưu ý đặc biệt cho khán giả, đó là Thị Thần Lệnh tuy có cùng cốt truyện nhưng về mặt diễn viên, ekip sản xuất thì khác hoàn toàn so với Âm Dương Sư do Triệu Hữu Đình, Đặng Luân thể hiện. Âm Dương Sư này đã ra mắt từ ngày 25 tháng 12 và đang gây bão trên mạng xã hội vì nhan sắc đỉnh cao đến từ hai nam chính, Triệu Hữu Đình, Đặng Luân. Thị Thần Lệnh lấy bối cảnh mà con người và ma quỷ vẫn còn tồn tại song hành. Ma quỷ vốn thuộc về âm giới tối tăm lại đang ẩn náu ở chốn nhân gian, chờ đợi thời cơ tấn công khi nhân loại hỗn loạn. Cùng với đó, trật tự của âm giới rơi vào tình cảnh vô cùng rối ren. Những linh hồn độc ác từ âm giới muốn tìm cách thâu tóm sức mạnh của âm và dương để thống trị thế giới. Sự cân bằng của hai thế giới đang bị lung lay dữ dội. May mắn thay, có một nhóm những con người với sự hiểu biết tương tận về sự vận động của tinh tú và vận mệnh lại còn có thể sử dụng ma thuật. Họ cũng có thể rời khỏi nhân gian và đến âm giới, thậm chí điều khiển được ma quỷ. Họ đang cố gắng hết sức mình, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm, hy sinh tính mạng để phục hồi sự cân bằng giữa nhân gian và âm giới. Họ được biết đến là những âm dương sư. Thế giới ma mị và huyền diệu này đang mở ra với bạn. Hãy cùng âm dương sư tiêu diệt Bắc Kỳ Đại Sa, quái vật thành tinh đang tàn phá thế giới để đem lại sự bình yên cho nhân gian. Xuất hiện trên loạt poster đầu tiên, Châu Tấn, Trần Vĩ Đinh, Trần Khôn gây ấn tượng bởi dáng vẻ đậm chất giang hồ. Châu Tấn lột xác với dáng vẻ cực ngầu chứ chẳng hề dịu dàng như lúc đóng vai Như Ý trong Hậu Cung Như Ý truyện. Trong Thị Thần Lệnh, cải biên từ game Âm Dương Sư, Châu Tấn sẽ hóa thân thành Bách Tỷ Khâu Ni, cô gái ăn nhầm thịt nhân ngư mà bất lão, bất tử, là chuyên gia bói toán có năng lực siêu phàm. Một trong bốn vị Âm Dương Sư trong truyền thuyết Nhật Bản, những vị thần cai quản vùng đất Âm Dương. Khuất Sở Tiêu hóa thân thành Nguyên Bát Nhã, người bình thường duy nhất trong nhóm người trên. Trong khi đó, vài thiếu nữ bí ẩn, sở hữu trực giác nhạy bén thần nhạc có thể sẽ thuộc về Thẩm Nguyệt. Trần Khôn đảm nhận vai nam chính An Bội Tinh Minh trong dự án này, một âm dương sư được mệnh danh đứng đầu trong giới bây giờ. Ngoài Trần Khôn và Châu Tấn, Thị Thần Lệnh còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ khác như ngôi sao của Lưu Lạc Địa Cầu, Khuất Sở Tiêu, nữ thần thanh xuân Thẩm Nguyệt. Bên cạnh đó còn có tin đồn cho hay, Dương Mịch còn có khả năng sẽ đóng vai khách mời trong phim. Nhà sản xuất Thị Thần Lệnh đang ém kỹ thông tin về phim và chưa có thông báo chính thức về vai diễn cụ thể của từng diễn viên. Hiện người hâm mộ chỉ có thể theo dõi quá trình sản xuất bom tấn mới này thông qua một vài hình ảnh hậu trường nhỏ giọt. Cư dân mạng đang khá hóng bộ phim này sau khi các poster được tung ra. Một số bình luận cư dân mạng để lại: Châu Tấn Trần Khôn thì quá đỉnh rồi. Phần đặc hiệu ngoài mấy con yêu quái trông có vẻ không thật thì nhìn chung là ổn. Có Châu Tấn với Trần Khôn là thấy đỉnh rồi. Chờ nội dung kỹ xảo với mấy diễn viên còn lại. Poster đẹp đấy, diễn viên đỉnh đấy, nhưng không thấy có một tí âm dương sư nào ở đây luôn. Đây không phải lệch nguyên tác mà là phim mới. Thích kiểu đẹp trai của Trần Khôn lắm nha. Màu da nâu manly. Trước Thị Thần Lệnh, Trần Khôn và Châu Tấn từng hợp tác trong nhiều tác phẩm ăn khách như Như Sương, Như Mưa Lại Như Gió, Bon Giác và Cô Thợ May Trung Hoa, Hòa Bi, Hòa Bi 2, Lòng Môn Phi Giáp, v.v. Hai ngôi sao hợp tác ăn ý và được xem là cặp bạn thân quyền lực nhất nhì showbiz xứ Trung, cùng sở hữu khả năng diễn xuất đáng nể và sự nghiệp phim ảnh ấn tượng. Dự án mới của cặp đôi Thị Thần Lệnh xác nhận ra rạp vào mùng 1 Tết 2021.